chú. Con chào ông bà cô chú. Con chào ông bà cô chú. Con hỏi đây cô chú khỏe không? Con hỏi ông bà cô chú khỏe không? Con hỏi cô chú khỏe không? Dạ, xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trang Lê và Cuộc Sống Pháp. Trang với lại show em đi ra ngoài sân nè. Đây nè, đây là cả nhà thấy lá không? Lá này là lá mùa thu, bây giờ là cuối thu rồi. Đó, đi ra đây giờ hai mẹ con sẽ đi hốt lá cả nhà. À, hôm nay trời đẹp lắm cả nhà. Trời có nắng chứ hôm nay là trời mưa không á. Trời mà càng đẹp, càng có nắng là trời càng lạnh nha. Đây đằng kia có một cái cây cây lá vàng cả nhà theo. À, lá vàng lá đỏ hôm nay chứ không có đi quay lá vàng lá đỏ là tại vì trời mưa. Trời mưa tới giờ trời đẹp thì lá nó rụng hết rồi. À, mà cái cây này chưa rụng hết nữa cả nhà. Cả nhà thấy cái số lượng lá của nó ở dưới này nó kinh khủng không? Mà nó còn chưa hết nữa đó. Mấy bữa trước trời bão gió thổi lá bay tùm lum tùm la trên nè. Nó đắng gì đó mà nó chưa hết. Còn ô liu thì nó rụng đầy hết trơn cả nhà. Năm nay sao mà chim nó không lại ăn, nó ăn ít quá. À. Mỗi năm là chim nó ăn hết trơn. À. Năm nay hình như là nhiều quá nó ăn hết. Chưa ăn kìa số anh coi. Số anh quét lá nè bà cô chú. Đó, giờ Trang sẽ đi quét lẹ lẹ lên. Giờ này cũng 11 giờ mấy rồi. 1 giờ mấy trưa rồi. Nay cuối tuần. Rồi số anh giỏi quá. Số anh nó thích đi ra ngoài này lắm cả nhà. Ý là nó không thích. Còn số anh đó nha. Trời lạnh gì đó mà nó không ra đây nữa. Nó chơi. Nó chơi. Đây là có hai cây chanh nè cả nhà. Cây chanh này là Trang ôm hạt lên. Chanh này nó còn lớn tuổi hơn cây đèn nữa. Mà nó không có trái gì hết trơn á. 6-7 năm mà không có trái gì hết trơn. Để ngoài thấy cái lá nó bắt đầu úng hết rồi. Nên là Trang sẽ đem vào. Ủa bữa nay nó úng lá hết rồi cả nhà ơi. Để ngoài cho nó hư hết luôn á. Mà Trang đi đem nó vào mới được. Nó bị lá nó hơi bị hư rồi. Chanh. Mà sao nó không có trái cả nhà. Rồi còn cây sả nè. Cây sả, bụi sả nè. Trang đem vô nè. Đem vô thì đem chứ sả chắc thời gian nó cũng rụi. Ui, nó có mấy giống như là ớt, hộp ớt. Trang gãi nó lên cả nhà. Còn cây hạnh này Trang mua nè cả nhà thấy không? Trái gì hoài nó thấy cưng dữ lắm. Mua hạnh về mà đâu dám ăn đâu, để cho nó rụng thì đem lụm thôi chứ không có dám ăn để nó đẹp quá. Bây giờ tôi bắt đầu đi hốt lá rồi cả nhà ơi. Từ từ cái lá này nó mục cái nha. Trời ơi. Đấy nó đầy cái này nha. Rồi nó thích lắm. Đi theo ba nó kìa.
Rồi trời đẹp, bữa nay trời nắng đẹp cả nhà. Không ra là trời mưa, trời gió, trời bão gì không. Hôm nay trời nắng đẹp, trời lạnh. Thì anh phái lắm cười. Hả? Uji. Uji đi. Bỏ vô đây đi. Không sao đâu con. Bỏ vô đi con. Nó hơi còn ốc. Vậy cả nhà cái đồ cái kia đựng không có đủ. Con sẽ cho làm rách nữa, tại vì lên trên đó đè cho nó xuống. Đè cái lá, đè ăn hơi nữa nó rách luôn. Giờ nó lách nó, cái kia nó rách rồi, giờ con đem đi dán lại. Bây giờ phải đem mấy cái này mình bỏ đỡ rồi xong phải đi mua, tại vì khi mà mình kêu người lại á, mà là người mình không có quyền để cái bằng cái bọc cái nhà, phải lấy cái mà mình tái sử dụng lại. Đó, nên là không có để bọc, nên là bây giờ phải mua mấy cái giỏ để đựng. Phải mua thêm, lúc trước có 3 cái mà nó rách hết rồi. Để ở ngoài, không để ở ngoài trời lạnh, trời mưa, trời nắng rồi nó rách. Nè cả nhà coi. Ghế salon, bộ ghế salon. Đó. Bây giờ là ông phải mua cái đồ để đậy cái này. Gì vậy con ấy dưới đi. Con đừng có nắm đó nó rớt xuống người con đó. Ông phải mua cái miếng che lại, năm rồi ông có che rồi mà cái miếng đó nó bị rách rồi. À, trời nắng, để trời nắng, trời gió rồi thì 1 năm, 2 năm nó cũng rách rồi. Mà cũng mắc tiền á, một miếng cũng 5, 6 chục, 7, 8 chục, cả 100 euro rồi cũng có nữa cả nhà. Nó miếng, một cái miếng cao su che lại vậy đó, thằng kia nè. Đây nè, nằm ở đó kìa. Rách rồi không để đó. Con sao con lấy tay? Cái nào cũng được trơn á, bỏ vô đi. Cái này là ở phường, giống như ở phường đã cho mình mấy cái sắt, cái bọc gì nè cả nhà. Để cái này là gọi là rác mà tái sử dụng lại, nó sẽ đưa cho mình cái này. Còn cái bọc màu bình thường mà rác mình bỏ đó, mấy cái đồ ăn đồ này thức uống rồi đó, thì trong cái bọc khác. Cái này là tái sử dụng lại, là mấy cái mà bằng mũ, bằng nhựa, bằng cạc tông rồi đó, là tái sử dụng lại. Chẳng để vô đây một hơi nữa, ở chừng nào ông xã cho mua rồi mấy cái kia đó thì sẽ đổ vào trong kia. Nó còn cũng còn nhiều lắm nè cả nhà, tự giờ hốt cũng còn cả đống luôn mà nó chưa rụng hết nữa. Nó tóm lại là hốt để cho nó đừng có nó dính vào trong này nè, dính xuống đây nó sẽ làm hư cái này của mình. Nó sẽ đóng rong rồi này kia, nên là hốt, phải hốt mới được. Nó mà hốt thì nó cũng sẽ hốt đợt hai nữa cả nhà. Đó, bây giờ hốt xong. Hốt xong chỗ này nó vẫn còn hơi nhưng mà từ từ nó sẽ còn rụng nữa. Mình chỉ cái chủ yếu là mình hốt hết những cái mà cái lớn, những cái đống lớn, thấy không cả nhà, thấy nó còn cả đống lá nó sẽ rớt xuống nữa. Cả nhà vậy mà cũng hốt gần xong rồi nè, hốt sạch ở dưới này, chỉ cần thêm hai cái bọc này thôi là đã được rồi, xong rồi. Xưa em nó thích lắm, nó ở đây hoài luôn cả nhà. Bây giờ đi vào nấu ăn. 12 giờ mấy giờ trưa rồi đó cả nhà. Nhưng mà cả nhà thức trễ lắm. Gia đình Trang cuối tuần thức trễ lắm, 8 giờ mấy 9 giờ mới thức. Nên là ăn trưa ăn sáng trễ. Nên là bây giờ Trang sẽ đi vào nấu ăn nè cả nhà. À, xong một buổi sáng quét dọn sân vườn. Giờ thì Trang sẽ vào bếp làm món cà ri gà Ấn Độ. À, thì làm đây là một phần của thịt gà trong con gà mà ăn mấy hôm nay đó cả nhà. Thì còn mấy miếng ức gà nên là Trang ướp làm món cà ri Ấn Độ luôn. Thì gia đình của Trang ăn thịt rất là ít, bao nhiêu đây đó mà ăn còn không hết nữa đó cả nhà. Trang ướp xong đem đi xào và bỏ cái nước sốt cà chua trong hộp á, bỏ vào đây. Thì cái ướp này là Trang ướp cà ri nè, cà ri làm mà món gà Ấn Độ nè. Trang có bỏ một tí gừng này kia, thì xào xong bỏ cà chua, và sau đó Trang sẽ bỏ kem vào, kem tươi với cả nhà. Đây là món gà tikka masala cả nhà. Trang bỏ một tí hạt điều vào, trong những cái món cà ri gà Ấn Độ họ hay có bỏ hạt điều vào ăn, nó có béo béo nè, vị béo béo giòn giòn rất là ngon luôn cả nhà. Đó, thì cái món này mình sẽ ăn với cơm nha. Cái món cơm gà Ấn Độ tikka masala thì cả nhà cũng biết là một trong những món nổi tiếng
À, thì giờ cái này thì Trang làm cái mùi nó cũng nhẹ thôi, tại vì gia đình với Soen không có ăn cay được. Đây là cả nhà, bây giờ gia đình Trang chuẩn bị ăn bông cải xanh chấm với lại gà cam rừng. À, đây là cơm với lại gà cà ri Ấn Độ, có món Việt, món Ấn Độ luôn cả nhà. Đây là cả nhà món cơm gà Ấn Độ, Soen ăn quá trời luôn, ngon Soen. Ngon lắm. Ngon lắm, vì định ăn ngon lắm, định ăn bông cải xanh. Mời ông bà cô chú ăn bông cải xanh đi. Mời mình ăn bà cô chú ăn bông cải xanh. Đâu con đưa con nhăn răng ra cho ông bà cô chú coi. À, đây là cô chú. Đang gãy răng rồi nè. Thì con ăn cái này ngon không? Con ăn cơm gà này ngon không? Cái này nè, ngon không Aiden? Ngon lắm. Ngon lắm mà, con ngồi con đưa cái chân xuống rồi. Chiên ngồi, chiên da ngồi vậy không? Còn Trang thì ăn cái này nè cả nhà. Gà găm gừng. Trang món Việt Nam. Một con gà mà làm ra 4-5 món, ăn mấy ngày mới xong đó nha. Ngon lắm luôn. Cái này giống như là gừng kho gà chứ không phải gà kho gừng, quá trời gừng luôn. Để cái một củ gừng trong này cái nhà nè. Ngon lắm nha. Mùa lạnh là ăn vô ấm bụng. Rồi nên muốn trở lại trong bụng của Trang à. Ở ngoài mệt quá hả? Muốn trở lại vô bụng hả? Bien sûr. Bien sûr. Soen đói bụng mà Soen ăn quá giỏi luôn à. Soen ăn hết dĩa của Soen rồi, Aiden cũng ăn giỏi. Mà Soen, Aiden còn ăn thêm bông cải xanh nữa. Mẹ thích ăn bông cải xanh. Bông cải xanh. Bông cải xanh. Aiden nó thích ăn phô mai này nè cả nhà. Đây phô mai này nè. Nhưng mà le brie. Phô mai brie. Đây là cả nhà. Trang hỏi ông xã Trang cái này là cái gì thì ông nói là bằng sữa. Sữa bò thôi. Rất là ngon, nó giống như là phô mai không giống phô mai gì mà ngon. Cười, định thích ăn phô mai lắm. Rồi ăn xong hết rồi nè cả nhà. Cảm ơn bà cô chú đã xem video. Bà cô chú xem video. Cảm ơn. Cảm ơn mà cứ xem video. Sao em nó cái cầm, sao em nó té bây giờ hồi tối bị té mà cô chú. Tới té sưng cái cầm luôn, thành cầm nhọn luôn. Mi gió bà cô chú ơi. Puka puka puka. Mi gió mà cô chú. Mi gió. Nhắc mang bà cô chú ơi. Nhắc mang bà cô chú sợ quá nghỉ xem video luôn. Nè cả nhà, giờ đã dọn xong rồi nè. Chiều luôn, từ sáng tới chiều chỉ quét sân thôi. Ông xã Trang thì để cái lá xuống đằng kia, đây mình kia có cái lỗ, chỗ đó nó có cái lỗ cả nhà, để chỗ đó. Lá này từ từ nó mục, mình để từ từ nó sẽ mục. Đi đèn. So anh. Maman peut mettre un peu ses graines dans un pot s'il te plaît. À. Nó kêu chàng bỏ cái hộp này vô trong cái kia để cho nó. Đây là cái hộp olive. Và giờ thì Trang xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian xem video của Trang nha. Nếu như cả nhà thấy thích video thì nhớ like, đăng ký kênh, nhớ bình luận để cho Trang biết và gửi lời cảm ơn nha. Cả nhà ủng hộ Trang bằng cách chia sẻ video nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà thật là nhiều và hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo.